đạo diễn Trương Phong. Biên kịch Tan Giới với sự tham gia của các diễn viên chính: Trần Hiểu trong vai Thục Xã, Vĩnh Nhi trong vai Đào Hoa, Vương Tử Nghị trong vai Lưu Vũ, Đào Tuệ trong vai Chu Tinh Hoa, Tuyết Ly trong vai Chu Doanh Doanh, cùng sự tham gia của một số diễn viên. Diệp tổng, trong hai ngày ở nhà, đây là tài liệu em cần ký. Anh đã làm mọi thứ khác rồi, em chỉ cần ký cái này nữa thôi. Cảm ơn anh rất nhiều. Em đang đến phòng tài vụ. Được rồi, em cứ bận việc của mình đi. Anh cũng vậy. Còn việc xin trường học gia hạn thêm thì sao? Tôi đã gửi email rồi, nhưng bây giờ đang là ban đêm nên chúng ta sẽ nhận được kết quả sau. Không sao đâu, tôi đã kiểm tra cho cậu rồi, hầu hết các trường đều cho gia hạn. Ngay cả khi nhà trường đồng ý thì vẫn còn visa của tôi và tất cả những thứ khác. Tôi vẫn cần phải bắt đầu lại, rất khó để nói được kết quả. Đừng nản chí, giống như trước đây, vấn đề này cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Chúng ta vừa bán căn hộ vừa chờ cơ hội. Chờ đợi đến nỗi không có cơ hội nào, đó là cơ hội để hai người lười biếng à? Không phải, quản lý. Suốt những năm tôi đã ở đây, tôi chưa bao giờ thấy trò đùa nào lớn như vậy. Cậu có mảnh đất nào ở đây không? Giám đốc, anh đừng nói thế. Chúng ta nên coi công ty như nhà của mình. Ông chủ đã mời thêm một ông chủ nữa rồi. Cậu nói tôi là cha mẹ, vậy tôi làm sao để chăm sóc cậu đây? Làm sao để xin lỗi cậu đây? Đừng lo lắng giám đốc, chúng ta sẽ xem xét. Cậu muốn tôi làm gì với tư cách là người quản lý? Hai người đang vi phạm quy định, không phải lần một lần hai. Tôi sẽ không bỏ qua nữa, vì sẽ không làm gương cho người khác được. Đừng vậy mà, giám đốc, anh đừng làm vậy. Chúng tôi chắc chắn sẽ thay đổi. Lời nói của cậu không có chút chân thành nào. Nếu hai cậu cứ tiếp tục lười biếng như vậy thì một trong hai người phải nghỉ việc. Quản lý không phải mà, cậu ấy sẽ không ra nước ngoài nữa. Không đi một thời gian, không đi nước ngoài, không ra nước ngoài nữa thì nhớ làm tốt công việc nhé. Đã quá muộn rồi, một trong số các cậu phải lựa chọn. Không phải đâu giám đốc, đấy không phải là một câu hỏi trắc nghiệm chứ. Đây không phải là câu hỏi trắc nghiệm, đây là câu hỏi bắt buộc. Giữa một trong hai, chọn đi. Không phải giám đốc, anh đang làm gì thế? Chúng tôi đã ở bên anh rất lâu. Thôi đi bối tháp. Cậu chờ đã, để tôi. Dừng lại đi, giám đốc, tôi đi. Cậu làm gì thế? Không, tôi mới là người phải đi. Bởi vì cậu đã bị sa thải, cho nên cậu sẽ không còn một xu tiền thưởng nào nữa. Cậu nghĩ kỹ chưa? Tôi hiểu rồi, không có vấn đề gì. Tôi chưa nói xong. Tôi không muốn nghe anh nói nữa. Cậu ta có ý gì đấy? Cậu ấy không có ý gì đâu. Cậu ấy chỉ không muốn làm việc cho anh nữa thôi. Tim của tôi. Này, không được. Bình tĩnh đi. Tôi biết cậu muốn tốt cho bạn nè, nhưng cậu không cần đi. Người đi phải là tôi.
nhưng giám đốc lại cho đó là trò đùa ác ý. Mà cậu còn tức giận với ông ta, cậu đang muốn làm gì vậy? Được rồi, đừng nói chuyện này nữa. Đáng lẽ tôi phải cảm ơn cậu. Cảm ơn điều gì? Cậu nói đúng, tôi nên đi. Dù khó khăn thế nào, tôi vẫn nên đi. Vậy cậu nói tôi biết cậu đi đâu? Ở đây không có chỗ cho cậu chủ. Vậy là cậu đi thật à? Ừ. Cậu không biết đâu, bây giờ tôi cảm thấy rất thoải mái. Khi về nhà đừng nói mẹ tôi biết chuyện này. Chỉ còn 2 ngày nữa bà ấy về quê rồi, không nên cho bà ấy biết chuyện này. Giờ chút, cậu nói mẹ cậu sắp về quê, vậy thì chú Dương cũng... Đúng rồi, chú ấy dẫn theo bà Nga với mẹ tôi. Bà Nga cũng về. Đúng vậy, thế nên chú ấy mới tới đây dẫn bà Nga về. Được rồi, cậu đi, bà Nha cũng đi. Cậu sẽ không làm việc với tôi nữa. Còn cô ấy sẽ không nấu cơm cho tôi. Tất cả đều đi. Bớ người ta làng nước ơi. Để tôi yên dùm đi. Cậu đó, nhớ giữ năng lượng tiêu cực của mình. Nhanh trở về đi, trước khi giám đốc tóm được cậu lần nữa. Rồi bắt đầu giảng đạo lý cho cậu. Tôi tìm Diệp tổng. Chú có hẹn trước không? Tôi không có hẹn trước. Vậy thì xin lỗi, công ty chúng tôi không có hẹn trước thì không thể gặp được. Minh Tổng, tôi đây, ông ấy biết tôi có thể vào không? Minh Tổng, lão già này à? Tôi không biết ông ta. Ông mắng ai đấy? Ông muốn ăn đòn hả? Một ngày nào đó tôi sẽ đá đít ông. Tôi sẽ nói ông biết thế nào. Nếu chú cứ tiếp tục làm vậy, tôi sẽ gọi bảo vệ. Ông đang làm gì ở đây? Chào Diệp Tổng, Tuệ Phương, tôi thật sự còn nói chuyện với bà. Để ông ấy vào đi. Minh Vạn Bằng làm việc ở đâu? Ông quậy đủ chưa? Tôi lo cho sự an toàn của bà mà. Tôi đến đây cũng đâu có dễ dàng gì. Rốt cuộc là ông muốn làm gì? Đào Hoa vẫn chỉ là một đứa trẻ, con bé rất nhạy cảm. Nhưng chúng ta là cha mẹ, hãy để bọn trẻ có không gian riêng, hãy trò chuyện với chúng. Ông nói cái gì? Ông biết tụi nó kết hôn giả khi nào? Khi bà đang nằm viện. Cả một thời gian dài như vậy, cho tới tận ngày cưới, ông biết hết mọi thứ. Tất cả mọi người đều giấu giếm tôi chuyện đó, biến tôi thành kẻ ngốc. Không, không phải. Lúc đó huyết áp bà quá cao, bác sĩ nói bà đang gặp nguy hiểm. Sao tôi dám nói sự thật với bà? Đào Hoa không hiểu chuyện. Còn ông không biết mình bao nhiêu tuổi sao? Ông không biết đám cưới có ý nghĩa gì à? Tôi quên mất, ông là kẻ ngốc mà. Nó đúng là đứa con gái ngoan. Không phải đâu, chuyện đó thật sự không phải. Bà cứ la mắng tôi đi. Trước đây khi chúng ta ly hôn, trước đây, ông không biết trước đây ông là người thế nào à? Tôi không thích nghe ông nói chuyện đó. Tuệ Phương, bà bình tĩnh lại đi. Tôi không đến đây để tranh cãi với bà đâu. Tôi chỉ đến để nói chuyện với bà. Bây giờ Đào Hoa đang ở chỗ tôi và mọi chuyện vẫn tốt, để cho bà yên tâm. Nhưng tôi nghĩ bà vẫn khá thoải mái, không hề bị chuyện đó ảnh hưởng chút nào. Con bé ở chỗ ông à, nó có thể đi bất cứ chỗ nào nó thích, nhưng tôi chưa bao giờ cho nó đến chỗ ông từ khi con bé còn nhỏ. Nhưng lớn lên nó vẫn giống ông. Không phải Diệp Tuệ Phương, bà có ý gì? Nhớ lại lúc đó bà không cho tôi gặp con bé, còn hiện tại Đào Hoa lại nghĩ rằng tôi là người cha bỏ rơi con mình. Sao bây giờ lại thành là lỗi của tôi? Tôi là người đã luôn chăm sóc con bé, luôn ở bên cạnh con bé chứ không phải bà. Bà nói bà là một người mẹ tốt, thế mà bà không hiểu chút gì về tâm trạng con mình. Tôi phản đối, bây giờ tôi đang làm khá tốt, thế nhưng ông vẫn giữ con bé lại. Bây giờ ông đang đùa giỡn với mẹ con tôi. Tôi khuyên ông hãy xuống trái đất mà sống đi. Bây giờ tôi đang đứng bằng hai chân của mình đây, làm sao? Bà muốn bay với tôi à? Tôi bay vô đầu ông đó, sắp ngã xuống chết tới nơi rồi. Thư ký Ngô, mở cuộc họp đi. Dạ vâng, Diệp Tổng. Cái kiểu người gì thế? Còn nói việc ấy không thể xảy ra. Này thì không thể. Không thể xảy ra. Chơi đùa tôi như một con khỉ.
chơi đùa tôi như một con khỉ. Mời vào. Có chuyện gì? Minh Tổng, Diệp Tổng triệu tập mọi người mở cuộc họp. Biết chưa? Giám đốc, đây là bản đánh giá của tôi. Cậu giết tôi đi. Giám đốc, anh thấy đấy, thuộc hạ đã đi rồi, cho nên tôi ra ngoài trước. Cậu có thể biết ăn nói chút không? Tôi đang cố gắng thoát khỏi cậu đấy. Đó là điều mà cậu đã nói. Anh chỉ có thể giữ một trong hai. Được rồi, tôi đã nói với cậu rất nhiều lần rằng cậu hãy đi chết đi. Thế sao cậu không chết? Tôi không phê bình cậu để tự giết mình. Tôi sẽ đưa cậu đi cùng tôi. Tôi đang cố gắng để mọi người làm việc chăm chỉ hơn. Cậu nói cậu kiếm được tiền và cậu sẽ không trả tiền cho tôi. Tôi chỉ đang cố gắng để mọi người tốt hơn mà thôi. Tôi không hiểu nổi. Giám đốc, đừng như thế. Cầu xin cũng vô ích. Tôi biết anh thường hay la mắng chúng tôi, nhưng cũng vì muốn tốt cho chúng tôi, muốn chúng tôi thành công. Anh yên tâm, chúng tôi sẽ không phụ sự kỳ vọng của anh. Còn Thục Khả, tôi sẽ bảo cậu ấy quay lại. Đúng vậy, tôi tưởng lần trước cậu nói còn thiếu người. Bây giờ đã đủ rồi à? Không sao, tôi biết rồi. Không có gì đâu. Thanh toán ly cà phê cappuccino tôi vừa uống. Tôi xin lỗi nhưng thẻ của cô đã bị đóng băng rồi. Không thể nào. Vậy cô dùng thẻ này đi. Tôi xin lỗi, thẻ này cũng không dùng được. Cái này cũng không dùng được. Vậy còn mấy cái này? Cô xem thử cái nào còn dùng được. Cô có thể trả bằng tiền mặt. Tôi không bao giờ mang theo tiền mặt. Có người đẹp nào mà mang tiền ra ngoài chứ? Như vậy đấy. Cô gái à, cô cứ gọi bất cứ món nào cô thích. Tôi sẽ trả tiền hết. WeChat cũng được chứ? Dạ được. Tại sao thẻ của tôi lại không hoạt động? Cậu hãy tìm hiểu giúp tôi đã xảy ra vấn đề gì. Bị người khác chặn à? Bà Diệp hả? Tại sao lương của tôi chỉ có 2.000 tệ, còn không đủ mua một chiếc vòng cổ? Đào tổng, đây là mức lương trung bình tính dựa trên hiệu suất. Ai đã ra luật này? Dạ, là Diệp tổng ra luật. Cô đã vắng mặt trong công ty quá lâu, cho nên đây là tất cả những gì còn lại sau khi khấu trừ. Ai vắng mặt quá lâu trong công ty? Tôi gọi đó là tuần trăng mật, cô biết mà. Cô phải nghỉ phép để hưởng tuần trăng mật. Nhưng cô không làm thủ tục xin nghỉ phép. Thậm chí tôi còn không ký vào đơn chấp thuận xin nghỉ phép. Vì vậy chúng tôi phải giải quyết việc này như là vắng mặt. Cô đang đùa tôi à? Tôi lấy chồng và cả công ty đều không biết. Còn bà Diệp, tôi đã nói rồi, cô còn biết rõ hơn tôi. Đào tổng, tôi chỉ làm những gì mà Diệp tổng bảo tôi làm thôi. Cô làm khó tôi ở đây cũng chẳng ích gì đâu. Có lẽ cô nên nói chuyện với Diệp tổng. Diệp tổng đã trả lương cho Đào tổng rồi à? Và tôi đã giải thích cho cô ấy. Nói đâu rồi? Cô ấy đi rồi. Tiếp tục đếm số lần vắng mặt. Cái con bé này, tôi không thể trị nổi nó. Đây là đề xuất cho dự án, anh hãy xem qua. Đây là sản phẩm của khách hàng họ, được dành cho trẻ em, nước ép mật ong. Ổn mà, tôi tin vào khả năng của cô. Tôi còn ước gì cô phụ trách chuyện này nữa. Chờ chút. Đúng là trùng hợp mà.
Ông chủ của công ty này khá thân với tôi. Vậy thì anh uống đi. Tôi nghĩ chúng ta hợp nhau đó. Tôi cũng có mắt thẩm mỹ lắm. Cô à, tôi có thể hỏi cô đang tìm ai không? Tôi đang tìm quản lý của cô đó. Cô có hẹn trước không? Tôi phải hẹn trước nữa à? Vậy thì xin lỗi, tôi không thể cho cô vào nếu cô không hẹn trước. Vậy... Đúng là anh rồi. Tôi có thể làm gì? Tôi đã làm cho anh một món ăn, anh nếm thử nhé. Việc này không vui đâu. Tôi xin lỗi, anh đã cứu mạng tôi. Chuyện đó không nghiêm trọng lắm đâu. Chỉ là vấn đề tay của tôi mà thôi. Đây là em gái của một người bạn. Nhân tiện, tên của cô... Tên tôi là Tuyết Tình, còn biệt danh là Bàn Nha. Tôi xin lỗi. Ý tôi là nhìn cô xinh đẹp và mảnh mai lắm, nhưng tên thì không khớp. Ừ thì hồi nhỏ tôi hơi mập. Cảm ơn cô nhé. Không có gì. Không may rồi, chúng tôi đang ra ngoài để gặp khách hàng. Vì vậy, không sao đâu. Anh bận việc cứ đi đi. Lên xe đi. Lần sau tôi sẽ mời cô ăn tối. Không cần gửi cho cô một phần chứ? Không không, anh cứ đi đi. Cảm ơn nhé. Hẹn gặp lại anh, hẹn gặp lại cô. Cô bé đó dễ thương thật. Một đứa trẻ biết ơn thì rất dễ thương. Tôi không biết cô đã bị mẹ ném ra đường, nhưng cô có thể ở lại chỗ này của anh phụ. Đúng là sự tốt bụng giả dối. Tôi không biết anh sẽ mất việc. Vậy anh làm gì ở đây? Tôi mang đồ đến cho Bàn Nha. Cô ấy bảo tôi mang đến. Tôi không biết có người khác ở đây. Có nhiều điều tôi chưa ngờ tới. À đúng rồi, mẹ anh đã cho tôi một cái bát. Bà nói rằng nó ở nhà anh. Tôi sẽ đi lấy nó liền. Cô không cần phải lấy đâu, cứ để ở đó. Không thể, mẹ anh nói rằng nó được truyền lại cho con cháu trong gia đình. Đã truyền lại cho con cháu. Đợi chừng nào bà ấy có cháu thì hẳn trả lại cho bà ấy. Thế là anh vẫn đi nước ngoài à? Nếu bây giờ tôi không ra nước ngoài thì tôi sẽ tìm việc làm ở trong nước trước đã. Còn cô thì sao? Vừa vui vừa buồn. Mặc dù mẹ tôi đã đuổi tôi ra ngoài, nhưng mà tôi không còn giấu bà ấy bất cứ chuyện gì, nên về tâm lý thì tôi cũng dễ thở hơn. Nhưng tôi đã làm liên lụy đến anh. Đừng nói vậy chứ, chuyện ấy có ý nghĩa gì với tôi đâu. Bây giờ tôi cũng đang hạnh phúc. Cuối cùng thì tôi không cần phải giả vờ đóng vai người khác, đúng không? Thậm chí cuộc sống mà tôi chưa từng được sống, cái kiểu đó quá mệt. Không, anh sẽ ổn, anh thiết kế rất đẹp. Cái đó thì có công dụng gì? Không ai có thể thưởng thức. Cho dù cả thế giới không thưởng thức được thì vẫn còn tôi thưởng thức. Tôi là con người có mắt thẩm mỹ, luôn dõi theo anh.
Cảm ơn vì đã nói vậy. Có lẽ chúng ta nên đặt lịch hẹn. Anh hãy thiết kế cho tôi. Ví dụ như là như là phòng cưới hả? Tôi sợ phải nói đến việc kết hôn lắm rồi. Thật ra thì tôi cũng có mắt thẩm mỹ đó. Tôi biết bây giờ cô đang sợ hãi, nhưng trái tim cô vẫn luôn khao khát có được tình yêu. Và tôi biết cô khao khát điều đó mỗi ngày. Thật ra thì cô cần một người nào đó chăm sóc cho cô và quan tâm cô. Tin tôi đi, cô sẽ gặp một người như vậy. Cô có thể làm được mà. Vì vậy, chúng ta hứa đi. Tôi sẽ lắng nghe cô. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ để trở thành nhà thiết kế giỏi trong tương lai, để giúp cô thiết kế miễn phí vòng cưới. Được đó, làm chứng cho hạnh phúc của nhau nhé. Được. Con gái về rồi à? Hôm nay con về sớm thế, chắc con đói lắm. Ba sẽ nấu ăn cho con. Anh đang làm gì ở đây thế? Tôi sẽ đưa cô ấy mấy thứ cô để quên ở chỗ tôi. Anh đến đúng lúc, em với chú Đào đã mua rất nhiều đồ ăn, ở lại cùng ăn nhé. Cái gì, chúng ta sẽ ăn cùng nhau à? Cậu đến mà không chào tôi không chia sẻ cho cậu đâu. Thêm một đôi đũa nữa đâu phải việc gì khó. Cái gì một đôi đũa gì chứ? Cho cậu ta thêm một đôi đũa nhưng cậu ta sẽ ăn. Tôi sẽ không ăn. Mẹ tôi còn đang đợi tôi ở nhà. Tôi đi trước nhé. Hai người đứng đó làm gì vậy? Con gái tôi đó rồi, đi nấu ăn thôi. Đi thôi, con gái cô uống chút nước trước đi. Chị à, khi còn nhỏ chị thích công chúa hạt đậu à? Chị thích chứ? Chị thích tất cả các công chúa. Mỗi cô gái đều có một giấc mơ công chúa. Chị ơi, ước mơ của chị đã thành hiện thực rồi. Bởi vì chị là công chúa đó. Thôi đi, chị không có quá 20 chiếc chăn bông nào. Với một lớp phía sau nó, thậm chí chị còn không thể cảm nhận được đâu là đậu xanh, đậu lớn. Vậy nên truyền cổ tích toàn là dối trá. Vậy chị không phải là công chúa, nhưng tất cả mọi người đều thích những nàng công chúa. Đâu có, nhìn cô bé lọ lem kìa. Ừ, đúng rồi. Bà Nha. Bà Nha, chị thấy em hơi lạ đó nha. Em thích ai rồi à? Chị đừng nói vậy chứ. Mọi người không thích em. Em chưa bao giờ hẹn hò với ai. Em lo lắng khi thấy con trai. Em không tự tin chút nào. Đây là một vấn đề đó. Em hãy cải thiện bản thân mình bất cứ khi nào. Điều đó cần thiết lắm. Vậy ngày mai chị sẽ dẫn em đi để nâng cao sự tự tin. Chị sẽ dẫn em đi đâu để có sự tự tin? Đây không phải là vấn đề em cần quan tâm. Ba đứa bạn Slay của chị là mấy người bị ném đá nhiều vì sự tự tin thái quá. Để em được hạnh phúc, chị sẽ làm hết sức. Cảm ơn chị. Không phải, em không nghĩ rằng ở một mình sẽ tốt hơn à? Thật nhàm chán khi ở bên ai đó. Làm quen rồi ở bên nhau rồi chia tay. Thật là rắc rối. Chị đã ở bên ai vậy? Không phải là anh trai em chứ? Vớ vẩn. Đi ngủ đi.
không, anh sẽ ổn mà, anh thiết kế rất đẹp. Cái đó có công dụng gì chứ, không có ai để thưởng thức cả. Cho dù cả thế giới không ai thưởng thức được thì vẫn còn tôi thưởng thức. Tôi sẽ lắng nghe cô. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ để trở thành nhà thiết kế giỏi trong tương lai, để giúp cô thiết kế miễn phí phòng cưới. Được đó, làm chứng cho hạnh phúc của nhau nhé. Được. Xem đi, đây là em gái tôi. Hãy cho tôi thấy các cô cậu có thể làm gì. Hãy chắc chắn rằng các cô cậu làm cho tôi cảm thấy tràn đầy sức sống, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Hoa sen trắng trở thành nữ thần. Còn những chỗ không tốt và căng da mặt nữa. Nhìn nè cưng, em gái à, chúng tôi là những người có phong cách. Tôi còn việc làm nữa, tôi phải về công ty. Em cứ đi theo bọn họ nhé, bạn nha. Cứ nói cho bọn họ biết em muốn gì. Đây là bạn bè của chị. Chị đi trước đây. Chị ơi, quay lại đây, nhìn thẳng vào gương đi. Nét khá ổn đấy, nhưng hơi thô. Phải sử dụng mặt nạ Membrane Mentor Family Waterline Series để bổ sung nước, đảm bảo em sẽ trắng và đẹp hơn đó. Ủa mẹ. Chào Đào Tổng. Chào Diệp Tổng. Nhìn con ăn mặc thế nào kìa. Chỉnh trang lại đi đã. Xong rồi thì gặp nhau tại phòng họp. Dạ được. Tiếp theo đây chúng ta sẽ có một dự án lớn, là đưa sản phẩm mới của dược phẩm hướng dương ra thị trường. Siro kim ngân hoa hướng dương, để chúng được nhiều người biết đến hơn. Trẻ em thì rất dễ bị ảnh hưởng bởi chứng ngứa ngáy của sương kim ngân bán ngoài chợ. Tất cả đều bởi quần áo của người lớn. Vậy còn thiết kế sản phẩm của chúng tôi thì sao? Được làm ra với thiết kế riêng để sử dụng thuốc an toàn cho bé. Ba điểm này là những ý tưởng cốt lõi. Sự cạnh tranh lớn nhất của chúng tôi cho dự án này là... Được rồi, hãy tiếp tục đi. Món đồ sương hoa kim ngân hoa hướng dương lần này, Đào Tổng sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp. Các bộ phận có liên quan hãy chuyển thông tin cần thiết đến cho cô ấy. Cô ấy sẽ sử dụng nó cho lần đấu giá đầu tiên vào chiều nay. Anh đang đợi em quay trở lại. Có chuyện gì vậy cô Đào? Có chỉ thị gì cho tôi? Bây giờ cô đang ở đâu vậy cô Doanh? Tôi đang giống cô bé lọ lem đây này. Đã có một vụ cướp dài diễn ra. Khi nào hoàn thành vụ cướp đoạt này thì chị gái à, em sẽ mua cho chị 100 hộp siro kim ngân hoa hướng dương. Chị không cần đâu. Em cứ giữ nó cho riêng mình, hoặc là giữ cho con trai em cũng được. Tôi nghiêm túc với cậu nè. Thái hậu của tôi đã giao cho tôi một dự án vô cùng lạ lẫm, là dự án nhỏ của hoa hướng dương. Huy động nhanh nè, cậu hãy cho tôi một vài lời khuyên đi. Chị gái à, em đang bận đây này, được không vậy? Hay cậu cứ hỏi Đỗ Nương trước nhé. Đứa trẻ hay giận, uống ít sương kim ngân của nhãn hiệu hướng dương. Đào Tổng, đã chuẩn bị xong chiếc xe để đến ngành dược hướng dương rồi ạ. Được. Quá xấu, xấu quá, thô tục. Thank you.
Đây là kế hoạch của cuộc đấu thầu lần này. Cảm ơn cô. Quản lý nói hôm qua sau khi cậu đi, mọi người không muốn đuổi chúng tôi đi. Mọi người truyền cảm hứng cho chúng tôi làm việc. Thế nên cậu chỉ cần xin lỗi là xong. Được rồi, đừng nói chuyện với tôi nữa. Tôi đã quyết định nghỉ việc. Đó không phải do cậu. Cậu đừng tự ý như vậy nữa. Cậu nói chuyện với tôi một chút đi. Tôi sẽ cho cậu mấy lời khuyên. Tôi không sợ điều đó. Thật sự thì lần này tôi quyết định rồi. Ngay cả khi tôi không kiếm được việc làm, cho dù tôi không thoát ra được, lẽ ra tôi nên theo ngành thiết kế. Được rồi, tôi không nói nữa. Tôi sẽ ủng hộ cậu. Công ty của chúng tôi, Sunflower Medicine, ngày nay đã mang đến khái niệm thuốc an toàn cho trẻ em. Đó thực sự là một giải pháp cho hiện tại, cho các vấn đề xã hội. Chúng tôi đã quảng cáo rằng chúng ta cũng nên dựa vào lòng từ thiện. Ý tưởng ở đây là giúp đỡ nhiều gia đình hơn để sử dụng thuốc an toàn, sử dụng thuốc hợp lý. Cảm ơn. Mời các bạn xem qua phần trình bày. Thục Khả, đi thôi. Chúng ta làm thủ tục từ chức. Được rồi. Tôi cũng có con mắt khám phá. Đừng lười biếng làm việc nữa. Bà Nga, anh hét lên làm gì? Không phải, em đây là cho anh trai em nhìn nè. Anh ấy còn không nhìn nữa. Không, vậy thì em ăn mặc như thế này, em đang làm gì ở đây? Không phải chuyện của anh. Xin lỗi, đây có phải là cô Âu Dương Tuyết Tình không? Không phải đâu. Nắng gì thế? Châu Á bất khả chiến bại. Tôi đã nói các bạn trẻ bây giờ cứ thích bắt chuyện với nhiều người đứng quanh đây thôi. Cứ thích là làm. Anh im giùm đi. Tôi là Âu Dương Tuyết Tình. Vậy người này là... Anh ấy làm việc ở đây. Vậy thì đi thôi. Tôi... Làm việc chăm chỉ nhé. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Cảm ơn. Chúc mừng nhé, Lưu Tổng. Bài phát biểu tuyệt vời. Anh không biết Di Huy lại tham gia lần này. Vậy nên anh không có ý cướp khách hàng của em. Đừng nói thế chứ. Trong kinh doanh không có cha con gì hết. Chứ đừng kể đến người tiền nhiệm 800 năm trước. Đây là một trò chơi công bằng. À thì kết quả vẫn chưa có. Lưu Vũ, nếu bất tiện. Không cần đâu. Vậy tôi sẽ đợi anh ở tầng dưới. Không cần. Tôi sẽ không làm hai người lỡ hẹn đâu. Cứ tiếp tục đi. Cô làm gì ở đây? Tôi vừa làm xong sáng nay, tôi tính mua bữa trưa cho anh, nhưng hình như không tiện mấy. Thuận tiện mà. Lưu Tổng, Quan Tổng, anh vẫn chưa đi à? Đây là... Tôi là đối tác của anh ấy, tôi tên là Chung. Cô là Quan Tổng sao? Vâng, đúng vậy. Tôi hy vọng chúng ta có thể hợp tác trong tương lai. Hãy cho tôi lời khuyên. Không dám. Nhìn qua cô Chung không phải người đơn giản. Thấy con gái của Diệp Tổng, hai người bằng tuổi nhau. Đúng là Quan Tổng luôn có con mắt tinh tường. Cả hai đều học cùng năm. Xinh đẹp quá. Đúng rồi, ngành công nghiệp dược phẩm hướng dương của chúng tôi sẽ có buổi tiệc vào chiều mai. Tôi hy vọng hai bạn có thể đến tham dự. Đó là bạn trai cô à? Không phải. Tôi vẫn còn cách xa người tôi thích lắm. Không sao đâu. Sau khi cô được đào tạo ở đây, anh ấy sẽ là của cô. Đây là danh thiếp của tôi. Trước tiên tôi cần một số thông tin cơ bản về cô. Cô làm nghề gì?
Bây giờ tôi đang bắt đầu học trà đạo. Các cô gái học cắm hoa và trà đạo tốt quá. Tôi cũng có thể trồng hoa. Tôi trồng những bông hoa ở vườn hoa của tôi. Cô Dương sống ở đâu mà có cả vườn hoa nữa? Nhà tôi là một tòa nhà 2 tầng, cộng với sân thì khoảng 500 m². Cô ở trong giới à? Giới gì chứ? À, nhà tôi không phải ở Bắc Kinh. Đừng hiểu lầm, tôi đang hỏi để luyện tập cho cô đó. Cô muốn có trải nghiệm tiếp không? Làm sao để trải nghiệm tiếp? Nếu phía bên kia nói rõ là tôi có tình cảm với cô, thì cô cũng có thể yêu cầu chụp ảnh selfie. Năm nay thì chụp ảnh selfie cũng không khó. Hãy chắc chắn lưu ý đến kích thước và làm chủ khoảng cách. Anh buông tôi ra. Có lẽ chúng ta nên chụp một tấm. Anh buông tôi ra. Cô làm rất tốt. Nhưng nếu khoảng cách hai người được thu hẹp hơn thì... Cô hãy lịch sự bày tỏ sự từ chối. Có thể là lên phòng hoặc gì đó. Vậy chúng ta tiếp tục nhé. Được. Anh đang làm gì đấy? Tôi nóng máu rồi đấy. Anh đi ra chỗ khác đi. Bối Tháp, anh làm gì vậy? Buông ra đi, Bối Tháp. Được rồi, tôi đánh anh. Anh buông ra, tôi giết anh, đồ bẩn thỉu. Đứng dậy đi, buông ra. Chân của tôi, buông ra. Buông ra đi. Dự án nhỏ về hướng dương sao rồi? Không tốt lắm. Nói lại lần nữa. Mẹ à, trong công ty phải gọi Diệp Tổng. Đúng đúng đúng, Diệp Tổng. Mẹ chỉ bảo mẹ tạm thời đưa dự án hướng dương cho con. Con không biết gì về thuốc an toàn cho trẻ. Còn không có thời gian chuẩn bị. Thậm chí mẹ còn không nói với con đối thủ cạnh tranh là cô Si. Con rất xấu hổ khi gặp Lưu Vũ. Con còn biết xấu hổ là có tiến bộ. Đúng rồi, con đã sai trong vấn đề kết hôn. Nhưng con thật sự lo cho sức khỏe của mẹ mà. Con nghĩ cho mẹ. Con chọc giận mẹ đấy. Mẹ biết con giỏi rồi, cánh cứng rồi. Hôn nhân là một việc quan trọng, sao con dám làm thế? Mấy việc khác thì không được. Dự án nhỏ này dành cho con. Mẹ chờ tin tốt của con. Mẹ à, mẹ có hiểu không vậy? Đây là lấy công trả thù tư hả? Công việc là công việc, hôn nhân là hôn nhân. Mẹ muốn con kết hôn chứ mẹ muốn nuốt giận à? Con không cố ý. Thế giờ con muốn sao? Mẹ đã làm gì sai với con? Nhìn vào những gì con làm đi. Các cô gái lại cãi nhau rồi à? Bác Minh à, tại sao tôi phải cãi nhau với nó? Con còn thắc mắc gì? Ra ngoài làm việc đi. Mẹ à, đi ra ngoài. Vậy con đi trước đây. Mọi người thú vị quá. Anh nói xem, lần này con bé đi xa quá rồi. Có chuyện gì với nó chứ? Thôi quên đi. Anh tìm tôi có chuyện gì? Đây là hợp đồng cần em ký. Anh vừa làm gì đấy? Anh đánh người ta. Chứ sao nữa? Đợi thằng đó hôn em rồi dẫn em đến khách sạn à? Đó gọi là tập luyện. Nhiều người như vậy thì anh ta làm được gì? Nhảm nhí, em hỏi người ta đi. Ai mà tập luyện như vậy? Là do anh thiếu hiểu biết. Mọi người gọi đây là đào tạo kỹ năng hẹn hò. Em hẹn hò với ai? Liên quan gì đến anh? Em không thể sống thiếu đàn ông à? Anh, tôi đã lớn chừng này, chưa một ai nói tôi như vậy. Ba mẹ còn chưa nói tôi như vậy. Sao anh dám nói chứ? Anh có bị điên không? Hôm nay anh là ba mẹ em, anh sẽ dạy dỗ em. Em nói em thông minh và có năng lực. Sao em không dùng năng lực của mình để có một chỗ đứng ở Bắc Kinh? Em ở Bắc Kinh này bao lâu rồi? Em nghĩ gì vậy?
Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Em như thế đó. Này, sao cậu lại đến đây? Có chuyện gì vậy? Không phải do em gái cậu ăn mặc như thế đâu. Ai chứ? Bà Nha chứ ai? Cậu biết cô ấy làm gì không? Cô ấy hẹn hò giấu mặt. Thế mà còn được tập luyện về hẹn hò giấu mặt nữa. Cô ấy ở với một chàng trai, hai người ở quán cà phê. Cậu có biết tôi mà đến muộn một chút là cô ấy sẽ bị... Ai dạy cô ấy mấy thứ này vậy? Tôi còn đánh nhau nữa. Tôi thề, có thắng không? 50-50. Giờ cô ấy đâu rồi? Đang ở quán cà phê. Anh bỏ em ra đã. Em không làm gì sai cả. Em không làm gì sai. Anh hỏi em, em học mấy khóa tập luyện hẹn hò giấu mặt này ở đâu? Trên mạng, có đáng tin không? Nếu giống lần trước thì sao? Ba em vẫn đang ở đây, em gan thật đấy. Đi về với anh. Em không tìm trên mạng. Chuyện này rất bình thường, là chị Đào Hoa giới thiệu cho em. Lại là cô ấy. Đúng vậy, bạn của chị ấy còn tự mình đến. Mọi người đều an toàn. Nếu anh không tin, thậm chí còn có danh thiếp. Đúng là cãi ngang. Kết hôn với trai nhà giàu rồi đạt đến đỉnh cao cuộc sống. Nhìn lại mình đi, tốt quá hả? Anh à, anh đi đâu vậy? Mọi thứ đều ở đây à? Tất cả đều ở đây, không hơn không kém. Tại sao tất cả mọi thứ tôi mua dù một thứ cũng không bán được? Người này đã già, cậu còn nói anh Thư có con mắt già đời. Tôi đâu có. Bàn Nha,昨天的哭泣。